Rồi, tỉnh biên mình xin kính chào quý ông bà cô bác, xin kính chào quý vị khán giả. Thì hôm nay tỉnh biên mình đến núi Ông Két, mà Ông Két thì mình muốn một lần nữa mình sẽ quay và mình chia sẻ lại cho cả nhà cùng xem về cái sự linh thiêng và bí ẩn ở nơi đây. Thì mình sẽ đi đến cái Săn Tiên. Săn Tiên là trên non tiên văn dẫn tiếng Phụng Hoàng, Phật tiên Thánh An, ban cùng Định Quốc. Thì ở trên cái Săn Tiên đó cả nhà, thì bây giờ mình sẽ đi đến đây. Thì đây là cái Sắc Linh, Sắc Lệnh, Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì ở đây là có ông đại bàng đây cả nhà ơi. Nhìn cái móng của ông kìa, móng vuốt ông nhọn toan luôn. Thì bên đây là cái Thích Ca Phật Đài, rất là nhiều cái vị Phật ở nơi đây. Thì trên đó là cái Săn Tiên đó cả nhà, thì mình sẽ lên khám phá về cái Săn Tiên cho cả nhà xem. Thì đây nữa, đây là cái điện Chư Thần. Điện Chư Thần thì một chút xíu nữa thì mình sẽ đi xuống bên dưới để khám phá cho cả nhà xem. Thì mình cũng có đọc qua về cái tư liệu ở dưới đó cả nhà, là nơi tôn thờ những vị anh hùng của dân tộc, được rất nhiều đoàn hành hương viếng thăm đó mọi người. Thì bên trong điện là những vị thờ uy nghiêm, thì anh hùng dân tộc của chúng ta đó là Nguyễn Trung Trực. Thì ông sinh năm Đinh Dậu 1837 và mất năm Mậu Thìn, và cùng ông Quan Công là người xem nghĩa đức lớn nhất của người quân tử. Thì ông Quan Công ở dưới nữa cả nhà. Thì một chút xíu thì mình sẽ xuống bên dưới và khám phá lại cho cả nhà cùng xem. Thì đây là cái ông tượng nè cả nhà, cái ông tượng Trà Vá luôn. Đây ông tượng có hai cái ngà đưa ra đây cả nhà, và có hai bên cái lỗ tai nữa đây, đây bên lỗ tai và đây bên lỗ tai, có hai cái ngà lên nữa đây, còn cái dồi nè. Ngài Xá Lợi Phất Chí Hệ Đệ Nhất. Đây là nơi, cũng là nơi của các vị Phật xuống đây đây cả nhà ơi. Đây có cái đầu ông Hổn nữa đây. Bây giờ trong hướng mình sẽ lên Săn Tiên để mình quay lại cái vị trí Săn Tiên mà ngày xưa. Đây là cái Săn Tiên ở trên này đây cả nhà. Thì đây có ông rồng nữa đây. Thì mình lên trên đó mình quay lại tiên tỉnh này. Đây, đi lên Săn Tiên đi rồi hả, đảo xuống cái điện Chư Thần nha. Đi lên Săn Tiên đi. Mình bước qua đây luôn đi cháu gà. À, đi đường tắt. Bước qua này luôn. Chắc mình hồi mình đi tới tối mới xuống đâu. Thì chắc có lẽ là tối luôn đó. Chứ giờ này là cũng trên đây là cái chỗ tu hay gì nè, phải không? Ừ. Bên đây thấy mấy chỗ bằng phẳng cho người ta ngồi, giống như là tịnh tâm tịnh khẩu ở đâu nè. À, đúng rồi đúng rồi. Yên bài rồi lên cái Săn Tiên đi. Săn Tiên này cũng cao nhưng mà nó chưa cao bằng cái bên Mẹ Nam Hải ở bên đó mà quý bà con cô bác. Mẹ Nam Hải với giếng Tiên bên đó là cao nhất của núi Ông Két này luôn. Còn gọi là thì đây mình đã tới cái Săn Tiên. À đúng rồi, cái thiền Bát Nhã đây. Thiền Bát Nhã trên Săn Tiên nè. Thì đây là nè, cái thiền Bát Nhã đây, nằm ở trên cái tảng đá luôn đó cả nhà. Đây có cái cây năm dù, nhìn đẹp quá. Wow,
Trời mà hạ mặt trời xuống cái giờ quá đẹp rồi. Thì đây là cái tam bảo của quyền Thất Tổ đây cả nhà. Bài nguyện trước Phật và trước bàn cúng quyền rất là hay. Quý bà con nào chưa thuộc Đây. thì đến đây có thể là mình học theo cái này, À, mình đây chụp hình là rồi về nhà mình thuộc rất là hay. những cái bài niệm cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sinh dưỡng dạy con nhọc nhằn dạy con xin giữ đạo hằng tu cầu tông tổ siêu thằng Phật đài siêu thăng Phật đài nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cõi tu lại bốn lại. Thì đây là những cái lời để dạy chúng ta đến đây, thì quý bà cô bác sẽ đến đây và sẽ đọc lại những cái câu này, những cái lời văn thoại thì nó rất là hay để chúng ta biết hiểu được và cái cách sẽ lại và niệm như thế nào đó cả nhà. Đây có hình một cái con rồng nữa đây, và phía xa mình đó là có cái ông Két. Ông Két là đứng ở trên cái tảng đá, là trên cái bên gần ngang cái sân tiên này ở đây. Thì cái ông Két này là tượng trưng cho một cái núi, đó là gọi là núi ông Két. Thì đây cái hình ông Két đây đang đứng. Thì cả nhà ơi, mình đang đứng trên cái độ cao và mình quay xuống bên dưới đây cả nhà, thì giờ này là sương mù nó lên rất là lạnh. Rất là lạnh đó cả nhà. À, những chú khỉ mình đến đây mấy ổng tới nữa nè. Trời ơi. Thôi đi bây giờ bà mình xuống dưới cái điện chư thần đi anh ơi. Bà ổng là hai anh em mình có đi núi Cấm, nhưng mà ngay cái đợt sương mù nhiều quá buổi chiều quá, mình đâu có thấy buổi chiều hoàng hôn đâu phải không? Đúng rồi. Bữa nay đi Bữa nay đi lên đây núi thấy Két nè. là có buổi chiều hoàng hôn, nãy đứng trên kia cao nhất mình quá đẹp rồi. Đẹp nè, cái cảnh nè, lúc hoàng hôn nè, còn ánh mặt trời. Đây là tượng ông voi. Bây giờ mình sẽ đi vào điện chư thần. Thì mình sẽ đi khám phá vào cái điện chư Điện thần này này cả có nhà mang ơi. lên đây là những cái bài kinh bài thơ rất là nhiều và đẹp. Ở đâu anh? Đi xuống đó đó. Đi xuống đây luôn phải không? À, thì đây cái đường đi xuống cái điện chư thần đây cả nhà ơi. Ồ, dưới đây có nhà, có chỗ người ta buôn bán lắm. Ừ, có chứ. Ồ, thấy ra hả? Ừ. Ôi, hơi tối quá anh. Lấy đèn ra. Đây mình đã tới. Đây mình tới cái điện chư thần này đây cả nhà ơi. Đây là hình ảnh của Đức Bình Giáo Chủ ngồi Đây điện chư giảng thần. pháp. Bên đây là những cái hình ảnh tượng trưng lại cho Đức Bình Giáo Chủ cũng như là ba đệ tử của ông phải không Tình? Không. Cái Đức Phật thầy mới có ba đồ đệ, đây là Phật thầy nè. Bên đây là Phật thầy, bên Phật đó là thầy Đức Bình Giáo nè. Chủ. Bên đây là Phật thầy, ba Ba đệ đồ tử đệ của ông Phật nè. thầy. Ông Tăng Chủ, ông ấy. Đúng rồi, bên đây là Phật thầy nè. Phật thầy thì để mình vô bên trong đi. Khung cảnh vẽ vào những cái hòn đá rất là đẹp luôn mọi người. Chú heo rừng. Vậy là bên đây là ông Văn Công đúng không? Quan Công ở trong này Đây là mình đến cái là hòn đá. anh hùng Nguyễn Trung Trực, đây là đại thần, Đây bên là là ông đại Văn Công thần nè. đây là Quan Công.
Thì đây là cái Nhưng điện giờ chư thần đây cả tăng nhà ơi, đây quan âm. Cầm cái đao ghê ha anh. Bên đây là đại thần đại thần Nguyễn Trung Trực. Trời, nhìn ông quay phong hùng vĩ ha. cây đao, nghe nói cây đao của ông cũng dữ. Ơi, Khương Tử Nha, Khương Tử Nha ngồi Khương Tử Nha ngồi ngồi câu cá thằng con có lưỡi ra. nè. Rồi đây thầy trò nữa, Ngộ Không nè, đây bốn thầy trò nè, Tam Tạng nè. Ở trong đây thì nói chung cũng có nhiều điều kỳ bí quá. Lui lui đụng kìa, Đấy, lưu động giờ để đi ra bên ngoài. Thì đây là mình đây chung ở dưới cái tảng đá đây cả nhà ơi. Thì đây là cái tảng đá rất là bự, cũng như là mình chung vô hang đó cả nhà. đây. Mình đến đây thì chỉ biết ra quay phim lại, cũng như chút xíu mình sẽ thắp tâm hương thì quay lại cho bà con cô bác xem thôi nha anh ta. Chứ mình cũng đâu có biết về tiểu sử cũng như là Những cái tiểu sử nơi tại đây thì nơi nơi mình cũng đây chưa có rành, thì quay cho bà con cô bác xem thôi. chỉ quay và chia sẻ những cái hình ảnh và những cái dấu tích gì đó thì còn lưu lại cho cả nhà xem thôi, chứ mình cũng chưa có rành gì cái tiểu sử ở nơi đây. Thì đây là có những cái hòn đá đây, hòn đá rất là bự. Thì tỉnh biên mình cũng xin dừng video đây luôn cả nhà ơi. Giờ một lần nữa cho tỉnh biên mình xin nhắc lại là lời kính chúc đến toàn thể quý ông bà cô bác luôn dồi dào sức khỏe và an khang và thịnh vượng và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thì bây giờ tỉnh biên mình xin dừng video đây và hẹn cả nhà lại trong video tiếp theo.